nhiều khách hàng thường hay nhắn tin cũng như là gọi điện cho em Hương bằng Hương ơi, anh chỉ có tài chính vài chục triệu thôi, chứ còn xe mà cứ 2, 3, 4, 500 triệu anh không có tiền đâu. Thì hôm nay em về thêm cho khách hàng nhà mình một chiếc xe không đến 100 triệu, còn lâu mới đến 100 triệu nhá. Chính xác giá của em nó là 85 triệu một chiếc Spark Van đăng ký biển D, đăng ký hai chỗ ngồi này, học lái này, mưa lấy bằng này, hay các bác vừa chở đồ chở hàng cho em rất là ok nhá. Với cái cụm đèn pha phía trước nó gọi là trắng này, sáng hơn tương lai của em luôn, cũng như với một cái lớp sơn màu xanh lá này, cực kỳ bắt mắt cho em. Đời 2008 nhưng mà vẫn giữ được cái phong độ rất là đẹp luôn. Cụm đèn pha sắc nét này, đèn gầm có đầy đủ cho em. Bên ngoài thì nhìn một cái lớp sơn này, các bác nhìn cho em này. Đấy, nhìn cái lớp sơn cực đẹp luôn. Bác chủ cũ rất là ăn chơi luôn, khi mà một chiếc xe chỉ có vài chục triệu thôi cũng lên cho em nó một bộ la răng đẹp này. Bên trong cũng có phanh đĩa rồi nhá, dàn lốp mới luôn. Nói chung là về Spark thì không có cái gì để mà nói quá là nhiều. Quan trọng là gì? Thứ nhất, số máy bên trong là đi là ngon, điều hòa là mát lạnh. Điều hòa em phải cam kết, chiếc xe 85 triệu này của em Lê Hương các bác đi phải gọi là rét run luôn, điều hòa rét run. Với Spark thì không cần quá là khắt khe về ngoại hình hay là nội thất. Nhưng các bác nhìn cho em này, dù là 85 triệu nó phải ra dáng 85 triệu. Một bộ áo da kết hợp với màu đen và màu đỏ nhé, thay luôn bộ áo da mới này. Từng con ốc thì nếu như mà đè mà xuất sắc thì là không xuất sắc, nhưng mà đè mà vặn xoáy thì không không có đâu ạ. Theo năm tháng thời gian mà em nó sinh ra là để chở hàng, để dành cho những cái bác nào tay mới, dân mới đi xe. Đây các bác nhìn cho em này, bộ ghế da này cực kỳ bắt mắt cho em. Cái này em không biết là gì, chắc là cái ghế này nó dài quá, ngủ được. Chắc cái này thiết kế là để làm gối ôm rồi, để ngủ lên xe cho mát rồi. Điều hòa mát như thế này nên xe chỉ có ngủ thôi. Trần Lý Nguyên nhá, 85 triệu, nhấc máy lên đi ạ. Gọi ngay cho hotline cho em Lê Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Úi dồi ôi, dù là đời 2008 nhưng mà bút chấm sơn các băng nhìn này vẫn còn nhá. Lấp ló đâu đây, bấm đinh tán vẫn còn. Mỗi tội là cái kính này và hàng phía sau rồi đời hơi cổ một chút, bác phải quay tay. Hơi tốn cơm một chút, nhưng thôi bây giờ béo phì nhiều, mỡ máu nhiều, các bác quay tay đi. Quay này hạ kính mà, đơn giản thế thôi. Đây keo chỉ cũng quay cho các bác xem. Thẩm qua họ em này, một dàn lốp còn rất là mới này. La răng thì la răng thể thao rồi. Những bác nào mà có mục đích chở hàng này, tập lái này, thì nhìn chiếc xe này của em thì yêu luôn. 85 triệu, vẫn bớt thêm một chút nữa khách hàng nhà mình. Nhưng các bác đừng khinh 85 triệu của em nhé. Phía sau còn có cho em là bốn mắt cảm biến va chạm này, có cam lùi luôn, đẳng cấp luôn ạ. Khét lẹt luôn đúng không ạ? Cụm đèn pha thì sắc nét rồi, cụm đèn hậu phía sau cũng rất là chi là sắc nét và rõ ràng cho em này. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, đèn gầm có luôn. Lớp sơn thì màu xanh lá đẹp luôn, la răng thể thao, ngoại hình rất là yêu luôn. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Điểm trừ duy nhất của chiếc Spark này bên em nó là không có chân trống như xe máy thôi, chứ còn nó còn ăn ít xăng hơn cả xe máy luôn. Ăn cực kỳ ít xăng luôn các bác ạ. Ghế da đẹp căng này, thiết kế tinh tế này, một cái hàng ghế thứ hai, vừa chở đồ vừa chở người được. Cái ghế hình như là cái giường, sao lại còn thiết kế thêm cái này, 100% là gối ôm rồi. Bác nào lên đây ngủ ok cho em luôn này. Đấy, hơi tốn cơm một chút khi mà hạ cửa kính là phải quay tay như thế này. Không sao cả, đúng không ạ? Không sao cả. Quan trọng là lên xe, điều hòa rét run. Người ta có vài tỷ, người ta đi ô tô, mình 85 triệu cũng đi ô tô bình thường cho em. Có màn hình luôn nhé các bác nhé, có màn hình này. Điều hòa nhé, bốn cái điều hòa ở đằng trước này của em còn hoạt động luôn. Cái nào cũng sống, mặt lành luôn, mặt dã man luôn. Đầy đủ cho em nhá. Nhấc máy lên đi ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Đấy, keo chỉ zin này, bấm đinh tán này còn đầy đủ cho em. Các bác thích cái gì em còn cái đấy luôn. Cái màu xanh nét này nè luôn. Vừa rồi thì em đã quay một video về chiếc xe Spark đời 2009 bên em, giá chào bán 85 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng thêm. Những các bác nào mà phân khúc kinh tế mà ví hơi mỏng một chút thì tham khảo cho em. Hoặc là mua về chở hàng này, chở hoa này, chở điều hòa. Hay các bác tập lái lánh lính mới vào ngày xe thì các bác cũng thể alo cho em ngay nhé. 0354602790. Và đừng quên rằng 19 giờ các ngày, 7 giờ tối đấy ạ, em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Rất mong rằng là các bác sẽ đến mà
ủng hộ em cũng như là cùng em xem hết buổi báo giá livestream nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng video ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.